Báo cáo các cháu này, thứ nhất này, về đằng mặt hương đá là chuẩn rồi. Thứ hai là mộc mẹo và quay đục con giống là quá tuyệt vời các cháu ạ. Bởi vì ông mua của các cháu mà. Dạ. Đó. Nó là như vậy, bác không chê tí nào được cả. Dạ vâng ạ. Đúng không, thầy Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là những ngày tháng 10 2020, thầy Luân xin trân trọng gửi đến toàn thể quý hàng một siêu phẩm Nghê Bảo Đỉnh đẳng cấp đỉnh cao. Bộ sản phẩm này là bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh cột 12 chân 14, gồm có 7 món của một gia đình anh khách hàng đến từ Cẩm Phả, Quảng Ninh. Còn cái đôn nữa lấy bên kia về cho đây cho em, đôn hôm qua. Của anh Đinh Quang Tuấn, anh đến từ Cẩm Phả, Quảng Ninh. Hôm trước thì anh đã về trực tiếp cơ sở của Thành Luân chúng tôi để đặt hàng và mua cái bộ sản phẩm trên này. Hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng, chuẩn bị đi bàn giao cho gia đình anh cùng với chiếc kệ TV. Và hôm nay cũng là một cái ngày cũng là có cái duyên gặp bác đây là bác gì anh nhỉ? Bác Khai. Dạ vâng. Dạ vâng, hôm nay cũng là tình cờ, là một cái duyên. Hôm nay Thành Luân rất vui được đón tiếp bác Khai. Bác đến từ Thanh Oai, Hà Nội. Thì bác thì trước đây bác cũng có đặt một bộ bàn ghế. Và bác cũng có đặt một bộ ghế Nghê Bảo Đỉnh như này của đồ gỗ Thành Luân. Thì hôm nay bác với cả anh Sáng. Đây, bác với anh Sáng là về kiểm tra phần mộc cái bộ bàn ghế. Thì hôm nay bác cái bộ bàn ghế của bác thì đang để ở xưởng phun, để phần mộc thì nó cũng tương tự giống bộ này. Thì hôm nay là bác về bác cũng nhìn thấy cái bộ này hoàn thiện luôn. Thì ở nhân tiện đây thì Thành Luân tôi cũng xin được phỏng vấn bác một chút. Vâng, cháu xin trân trọng chào bác. Thì báo cáo với các cháu này, cách bác, đây 45. Dạ. Bác cũng đóng cái trường kỷ tủ chè, đây là có tiếng phải là nghìn năm nay rồi. Thì hôm nay gọi là con bác gọi là đến thích bộ ghế này là bác rất ưng rồi. Tuyệt vời các cháu ạ. Dạ. Bởi vì nơi của mình đây là có truyền thống rồi. Dạ. Đấy. Đã được đóng rồi là biết rồi. Đấy. Các vâng. Cháu ạ. Dạ. Đấy, thế thôi. Vâng ạ. Thì bác cho cháu hỏi một chút, hôm nay là cái tình cờ bác mới cả anh về cháu xem mộc cái bộ bàn ghế của anh Sáng đặt hàng của cháu đi, thì là bác cho cháu ấy cảm nhận về cái sản phẩm mà khi bọn cháu hoàn thiện lên phần mộc, bác thấy có ưng không ạ? Báo cáo dạ. Các cháu này, thứ nhất này, về đằng mặt hương đá là chuẩn rồi. Thứ hai là mộc mẹo và quay đục con giống là quá tuyệt vời các cháu ạ. Bởi vì ông mua của các cháu mà. Dạ. Đấy. Nó là như vậy, bác không chê tí nào được cả. Dạ vâng ạ. Và thì là cũng nhân tiện đây, hôm nay là cái bộ sản phẩm này là cháu hoàn thiện cho một anh khách hàng ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Thì bác nhìn cái bộ bàn ghế này bọn cháu hoàn thiện nên bác nhìn cái lước hoàn thiện cháu, bác có ưng không ạ? Quá đẹp gì. Dạ. Quá đẹp luôn cháu ạ. Dạ. Cái này thì về vùng Thanh Oai ạ. Tóc đa Thanh Oai quay là Hà Nội là không thể chê được rồi. Dạ vâng. Vùng này không, vùng bác không có. Dạ. Đấy, vì có nổi tiếng từ xưa nay rồi. Đúng thế thật. Vâng. Thế trước bác đã đóng cách đây 40 năm rồi. Đấy. Dạ. Vâng ạ, thì bác cho tôi hỏi là bác địa chỉ là nhà bác là chính xác là ở đâu ạ? Ở thôn Tam Đa. Thôn Tam Đa. Vâng. Dạ. Xã Thanh Văn. Xã Thanh Văn. Huyện Thanh Oai. Huyện Thanh Oai. Thành phố Hà Nội. Dạ vâng, thì đúng là một cái duyên bọn cháu được gặp bác ở tại đây, và cũng là cái sản phẩm mà chúng cháu chuẩn bị đi bàn giao cho các khách hàng. Thì thay mặt đồ gỗ Thành Luân cháu xin trân trọng cảm ơn bác. Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác, và thay mặt Thành Luân cháu xin kính chúc bác và gia đình các cháu quay càng ngày càng tiến bộ lên. Dạ vâng, để cho quay mẫu mã nó đẹp hơn nữa. Dạ vâng, để các nơi phục vụ các nơi. Dạ dạ dạ. Dạ vâng ạ, trân trọng cảm ơn bác và kính chúc bác luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Dạ vâng. Vâng, đúng là một cái cơ duyên mà chúng tôi được đón tiếp bác Khai đến từ thôn Tam Đa của xã Dì Văn, Thanh Văn. À, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Bác về để nhận thu cái phần mộc thì cũng là cái tình cờ là hôm nay là chúng tôi kê hai bộ của hai khách hàng. Một bộ này là của anh Đinh Quang Tuấn đến từ Cẩm Phả, Quảng Ninh, và một bộ phía bên cạnh này là bộ cột 12 gồm có 10 món của một khách hàng đến từ Thanh Hóa. Khách hàng Thanh Hóa đã đặt hàng đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Vâng, thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Và chúng tôi xin được tạm dừng cái video clip tại đây. Và chúng ta sẽ cùng tham quan một chút về chi tiết và đường nét của cái bộ sản phẩm của anh Đinh Quang Tuấn để quý khách hàng thấy được. Bộ này là bộ 7 món. Đấy, hàng siêu đẳng cấp và đỉnh cao. Cái đơn này nó mang lên luôn đấy anh. Đấy, tốt rồi. Vâng, đây là sản phẩm siêu đẳng cấp và đỉnh cao của anh Đinh Quang Tuấn ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Đấy, đây là hàng siêu đẳng cấp và siêu đỉnh cao của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Đấy, được đục thủ công bằng tay, 100% đục thủ công bằng tay.
đục thủ công bằng tay 100%, đục tứ diện bốn mặt như nhau, đục bốn mặt như nhau tứ diện luôn. Nghe bảo đỉnh cột 12 chân 14, hàng siêu đẳng cấp và siêu đỉnh cao, cộng với chiếc kệ tivi kiểu cột nho, cánh đục thủ công, kênh bong moi móc rất đẹp, rất đẳng cấp. Đây, ở phía sau của bộ ghế đây chúng tôi là đục cả trước lẫn sau. Đấy, đục bốn mặt như nhau, đục tứ diện luôn đó. Vâng, thay mặt Đồ Gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi ủng hộ, và chúng tôi xin được tạm dừng cái video clip tại đây, và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.